Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin tức Việt Nam trong tuần. Thưa quý vị, trong tuần qua, phải nói là tin tức ở trong Việt Nam rực lửa. Với tình hình 40.000 nạn nhân của uh, ngân hàng SCB và trái phiếu của Vạn Thịnh Phát cũng như là trái phiếu của An Đông và một số công ty khác mà ngân hàng SCB phát hành. 40.000 nạn nhân ở trên khắp cả nước, họ đã lập group ở trên mạng và tham gia vào những cái cuộc mà biểu tình ở trước cửa các cái ngân hàng SCB, các cái chi nhánh ngân hàng ở khắp Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nha Trang, Nghệ An thì tất cả mọi người là đều bức xúc về cái việc mà nhiều rất rất là nhiều người đi gửi tiền ngân hàng thì lại chuyển sang mua trái phiếu bằng các cái cách tư vấn sai lệch của nhân viên ngân hàng là đã khiến cho những cái nạn nhân này chỉ vì là họ không hiểu biết về những cái vấn đề liên quan đến trái phiếu mà cuối cùng họ trở thành nạn nhân của những cái tập đoàn này. Và ở đây chúng ta thấy rằng là tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng là chủ nhân của cái công ty chứng khoán Tân Việt và cũng là chủ nhân của cái ngân hàng SCB và cái công ty An Đông cũng là cái công ty con của Vạn Thịnh Phát. Bởi vậy chúng ta thấy ở đây là nguyên một cái rốt luôn. Là công ty con thì đã phát hành trái phiếu. Công ty chứng khoán thì đưa cái trái phiếu lên để tư vấn bán cho khách hàng. Ở trên công ty chứng khoán, ngân hàng thì nhân viên ngân hàng cũng bảo lãnh phát hành cho cái loại trái phiếu của chính cái công ty con của Vạn Thịnh Phát Và hàng loạt công ty tham gia vào cái mạng lưới này đã gây nên một cái số lượng nạn nhân khổng lồ là hiện nay là đến 40.000 người bị dính vào cái trái phiếu của SCB với Vạn Thịnh Phát và cho đến thời điểm này ấy, thì là ở trước các ngân hàng tình cảnh mà dân oan đứng ra biểu tình thì vẫn còn diễn ra là sôi động và mới sáng hôm nay ấy, là ở trên ở Đà Nẵng chi nhánh Đà Nẵng thì công an đã phải đưa hai xe công an đến để mà giải vây cho cái ngân hàng này nhưng mà tình hình là cũng không có cản được những cái biểu tình của dân ở trước cửa các cái chi nhánh ngân hàng của SCB. Thưa quý vị, tình hình mà trong tuần qua có lẽ nóng nhất là những cái tin liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Một cái tin nữa mà báo chí cũng đăng nhiều, đó là công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là mới ra đời cách đây một tháng. Có 90% vốn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cái công ty VMI do ông ấy lập ra và mời chào các cái nhà đầu tư bất động sản nhỏ lẻ với với lại cái giá mà tham gia vào ban đầu là khoảng 120 triệu nhưng mà chỉ trong vòng một tháng bây giờ ấy, là cái công ty này đã rút cái mức tối thiểu có thể đầu tư vào cái công ty này là 38 triệu đồng kèm theo cái cam kết lợi nhuận lên đến 8,5 đến 9,5% một năm cho những ai đầu tư trong 3 hoặc 5 năm. Thì ở đây chúng ta thấy là cái tình hình mà lãi suất ngân hàng ấy là nó đột ngột nó tăng cao. Và trong những cái bảng cân đối mà mua bán trái phiếu ở trên cái thị trường trái phiếu ấy, thì chúng ta phải thấy rằng là cái lượng trái phiếu bán ra đã là 1 triệu 300 ngàn tỷ đồng và riêng trong năm nay, năm 2022 này thì đã có hơn 251 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 10 tháng đầu năm. Và trong cái số mà trái phiếu được phát hành này ấy, thì chính cái ngành ngân hàng cũng mua vào đến 54,16% cái khối lượng trái phiếu của doanh nghiệp này. Cho nên là trước cái tình hình mà các cái trái phiếu và các cái trái chủ họ bất ngờ họ đến các cái ngân hàng, họ đòi là phải thanh toán cái trái phiếu này trước hạn cũng như là đòi lại tiền họ mua trái phiếu này. Đồng thời là họ rút tiền ra khỏi các cái ngân hàng vì là giá đô la tăng vọt ở trên thị trường khiến cho là cái đồng tiền Việt Nam nó bị mất giá đến hơn 9%. Và tình hình đồng tiền Việt Nam mất giá hơn 9% thì cái lãi suất ngân hàng khoảng 8,5 đến 9% coi như là lãi lãi suất âm và cái người đầu tư là là gửi tiền vào ngân hàng là không có lời. Cho nên là người ta rút tiền ra để người ta là mua đô la hoặc là mua vàng để người ta chữ. Thì trong cái thời điểm mà ngân hàng bị rút tiền ra khắp nơi như vậy cộng với lại cái việc mà trái phiếu đổ bể khắp nơi là các cái doanh nghiệp ấy, một số doanh nghiệp bị bắt và một số doanh nghiệp bây giờ ấy là phải bung tiền ra để mua lại cái trái phiếu nếu không thì vào tù dẫn đến cái việc là những cái cuộc mà biểu tình về trái phiếu nó liên quan đến các ngân hàng nó diễn ra khắp nơi và hiện tại thì không chỉ có scb mà còn thêm bốn ngân hàng nữa chưa được nêu tên chưa được chính phủ nêu tên thì cho thấy rằng là các ngân hàng này đều gặp rủi ro về vấn đề mà các cái người gửi tiền ấy là rút tiền ra khỏi hệ thống cũng như là họ chuyển sang để mua đô la mua vàng để bảo đảm cái tài sản của họ không bị mất giá trong cái hoàn cảnh mà quỹ dự trữ liên bang mỹ tăng lãi suất và những cái dòng tiền đô la ở các cái nước như là trung quốc hoặc các cái nước đông nam á đó nó đã quay đầu quay ngược đầu và nó trở về mỹ thì chúng ta cũng biết rằng khi mà lãi suất ở Mỹ thấp đấy, thì các dòng tiền nó tìm mọi cách để nó chuyển sang các cái nước như là Đông Nam Á hay là Trung Quốc. Hoàn toàn những cái dòng tiền này không phải là đầu tư, họ đơn giản chỉ là nằm trong các cái tài khoản ngân hàng để họ hưởng cái tranh lệch lãi suất thôi. Và khi ấy là thị trường mà tiền tệ nó thay đổi, quỹ dự trữ liên bang Mỹ tăng cao cái lãi suất, thì những cái dòng tiền này khi mà nó hưởng tranh lệch lãi suất, nó không còn khả thi nữa nó buộc ấy là nó quay đầu trở về thì hiện nay ấy là Việt Nam cũng như là Trung Quốc và một số nước ấy là đã có tạo ra những cái rào cản để chặn những cái nguồn mà đô la từ ở trong nước chảy ra nước ngoài nhưng mà tình hình này ấy thì cũng rất là khó thì trong cái bối cảnh mà các cái doanh nghiệp bất động sản ấy vay nợ ngân hàng quá nhiều và khi mà phát hành trái phiếu để vay nợ dân ấy, thì trái phiếu bây giờ nó đổ bể thì ở đây chúng ta thấy rằng riêng cái công ty của ông Phạm Nhật Vượng là cái công ty Vingroup Công ty này đã nợ gần 400.000 tỷ đồng Và cái số nợ này nó gấp 3 lần cái vốn mà chủ sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng tính theo là cái tháng 10 năm 2022 Nhưng mà từ thời điểm đó đến nay sau khi mà cái thị trường chứng khoán nó trao đảo và nó sụt giá Thì cái số lượng tài sản của ông còn suy giảm nhiều cho nên là tình hình mà huy động vốn ở trên thị trường trong khi vay ngân hàng tiếp tục thì không vay được. Mà vay nợ ở dân ấy, bằng trái phiếu thì rất khó. Và chính ấy, là cái tập đoàn của Vingroup ngoài cái số nợ các ngân hàng ở Việt Nam ra thì còn phát hành một cái lượng trái phiếu là 625 triệu đô la ở trên cái thị trường quốc tế nữa. Và trong khi đó ấy, thì cái việc mà huy động vốn ở ngân hàng khó khăn thì ông Phạm Nhật Vượng thành lập ra cái công ty VMI đây là một cái công ty là chủ trương ấy là uh, lấy những cái khoản đầu tư nhỏ của các cái nhà đầu tư để mua những cái tài sản của Vinhome. Thì chúng ta thấy ở đây như thế này. Khi mà thành lập ra một cái công ty thì cái công ty VMI này ấy là sẽ kinh doanh bằng cách là lấy những cái bất động sản có sẵn hoặc là những cái hình những cái bất động sản được hình thành trong tương lai của Vinhome. Sau đó thì chia giá trị bất động sản thành 50 phần và khách hàng có thể tham gia đầu tư vào từng phần qua cái hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thì ở đây chúng ta thấy như này, với lại cái vốn điều lệ mà gia đình của ông Phạm Nhật Vượng đưa vào trong cái công ty này cho thấy là ông ấy giữ đến 90% của cái công ty này. Thì chúng ta thấy rằng là cái người mà nắm đến 90 cái lượng vốn của công ty vợ ông cũng nắm mười mấy phần trăm cái vốn của công ty và tiếp theo nữa là cái Vinhome cũng nắm một cái phần uh, vốn ở trong cái công ty này thì chúng ta thấy rằng các cái nhà đầu tư không thể nào mà tự lựa chọn những cái phương thức đầu tư được. Ở đây nó có một cái mô hình như thế này, nếu mà mua chung đầu tư ấy, thì có nhiều nước người ta đã làm cái cách mà mua chung đầu tư như thế này rồi. Thế nhưng mà cái cách đầu tư của họ là khác. Bởi vì cái mô hình của họ ấy là cái mô hình mà các cái nhà đầu tư có thể chung tiền vào, họ mua một cái khu uh, chung cư hoặc là một số những cái căn hộ sau đó họ cải tạo lại và họ cho thuê hoặc là họ bán lại. Hoặc là họ sẽ chung tiền vào một cái quỹ đầu tư và các cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ sẽ chọn những cái tài sản ở trên thị trường mà có giá trị đầu tư để họ đầu tư vào đó rồi sau đó họ chia cổ tức cho những cái cổ đông đóng góp ở trong cái quỹ đó thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là thành lập một cái công ty ra mà chỉ có ba cổ đông và ba cổ đông này thì là lại cùng là một chủ cả nói chung là từ vinhome cũng là của ông phạm nhật vượng đến vmi cũng của ông phạm nhật vượng thế thì dùng vmi để mua cái tài sản của vinhome và thậm chí là mua cả những cái tài sản sẽ hình thành trong tương lai của vinhome thì ở đây chúng ta thấy như thế nào thì nói nôm na là nó như thế này là ông Phạm Nhật Vượng ấy là đã kêu người dân ấy là đóng góp tiền vào để mua một cái tài sản mà người ta gọi là tức là mua lại cái bánh tồn kho. Tức là những cái hàng hóa bây giờ ông ấy bán ra là những cái căn nhà đó bây giờ là đang ế, bán không được. Và bây giờ ông lập ra cái công ty VMI GSC này thì để mua lại những cái căn hộ đó của Vinhome mà hiện nó đáng ế thì mua lại những cái đó rồi sau đó xẻ ra làm 50 phần rồi bán cho những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ này á, thì lúc đầu á, là ông ấy yêu cầu là mỗi nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể là đóng góp cái phần tối thiểu là 120 triệu. Nhưng mà sau một tháng hoạt động thì đến nay á, là hạ giá xuống tức là chỉ còn có 38 triệu một phần thôi và chia một cái căn nhà ra làm 200 phần. Thì ở đây câu hỏi đặt ra là với 200 phần như thế thì ai sẽ nắm giữ giấy tờ và ai sẽ có quyền quyết định về cái mà căn hộ mà các cái chủ đầu tư đóng góp tiền để mua đó. Thì chúng ta thấy rằng là ông Phạm Nhật Vượng ấy là ông ấy né cái thị trường trái phiếu và vẽ ra cái cách tương tự như là mượn tiền ở trên cái thị trường trái phiếu vậy. Nhưng mà cái cách này là nó khác là rủ người ta là kinh doanh chung ở trong một cái tài sản mà chính cái tài sản đó là tài sản của mình đang ế bán được thì đây là một trong những cái cách mà như tôi nói là dùng tay trái mua của tay phải và sau đó chia nhỏ ra để cho nhiều nhà đầu tư có thể tham gia thì chúng ta sẽ phân tích tiếp vì sao ấy là đầu tư vào đây ấy, nó lại rủi ro và nó rủi ro như thế nào thì xin quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình tin tức Việt Nam trong tuần. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục phân tích về cái công ty VMI này. Từ ngày mùng 2 đến mùng 9 tháng 11 thì thông qua báo chí VMI quảng bá cái việc chia nhỏ sản phẩm bất động sản bao gồm là nhà thấp tầng của Vinhome có giá là 7 tỷ đồng một căn thành 200 phần, khoảng 38 triệu đồng một phần để thu hút các cái nhà đầu tư. Và đầu họ đầu tư như thế này là sau 5 năm theo thỏa thuận đầu tư thì khách hàng sẽ được hưởng cái mức Lợi nhuận tối thiểu là 8,5% một năm. Thì chúng ta thấy rằng là cái bảng chia lợi nhuận ở đây, chúng ta thấy rằng là hiện nay ấy, cái lãi suất ngân hàng ấy là ngân hàng nhà nước đã tăng lãi suất lên đến 9% rồi. Và các cái ngân hàng thương mại đó, mà họ nâng ấy, là cái lãi suất lên ấy, đã tới 11% rồi. Và họ cho vay ra hiện nay ấy, là 15-16% nhưng mà vẫn khó vay chứ không phải là dễ vay, nhất là những người mà vay vào đầu tư bất động sản thì không vay được vào thời điểm này. Chính vì cái việc mà huy động vốn ở trên các cái thị trường uh, như là ngân hàng nó khó khăn như vậy thì là ông ấy mới đẻ ra cái công ty VMI này. Thì chúng ta thấy rằng cái lợi nhuận tối thiểu của cái công ty VMI này với cái hứa hẹn là 8,5% đến 9,5% thì nó còn thấp hơn cái lãi suất ngân hàng nữa. Nếu như người ta gửi vào ngân hàng Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đồng tiền Việt Nam hiện nay là đang mất giá. Nếu mà huy động được cái lúc này á, thì sau này mà công ty có trả lãi thì cái lãi suất nó cũng chỉ là cái lãi suất âm thôi. Tại vì cái lãi suất này nó không đủ bù đắp cho cái đồng tiền Việt Nam nó đang mất giá. Trong số những cái bình luận về vấn đề này á, thì có một nhà quan sát Dương Quốc Chính á, thì cho rằng là cái động thái mới nhất của tỷ phú vượng á, thì nằm trong cái bối cảnh chung là cái thị trường chứng khoán đi xuống cộng với cái việc là khó huy động vốn từ các cái ngân hàng và kể cả những cái kênh là trái phiếu doanh nghiệp thì chúng ta vừa rồi chúng ta cũng biết là trong cái kênh trái phiếu doanh nghiệp thì Phạm Nhật Vượng đã phát hành ra 625 triệu đô la ra cái thị trường thế giới chứ không phải là ít gì. Chưa kể là hiện nay là nợ ngân hàng gấp 3 lần vốn chủ sở hữu. Thì đó là những cái yếu tố làm cho VinHome rơi vào cái tình trạng là khát vốn nặng. Và bên cạnh đó thì cái tham vọng mà sản xuất ô tô VinFast thì cũng là cái cỗ máy mà nó hút tiền của VinGroup. Vì thế thì ông Vượng ông mới nghĩ ra cái VMI này để làm cái kênh hút tiền của cái nhà đầu tư và cũng như là tìm cách để bán hết cái hàng ngậm của VinHome đi. Thì nhận định về cái sự vận hành của VinHome này ấy, thì ông chính ông cũng đưa ra cái hình ảnh là ông Vượng ông ấy rất là khôn. Ông ấy chơi cái chiêu là lấy từ túi nọ thì bỏ vào cái túi kia vì cả vinhome lẫn vmi là đều có, đều là của ông vượng mà thôi thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà hai cái công ty cả vinhome và vmi cùng là của một chủ cả thì nó sẽ có những cái chuyện như thế này nó giống như là một cái bình thông nhau nếu mà cái lợi nhuận ở bên vmi mà có đấy thì có thể là ông sẽ nâng giá cái bất động sản ở bên cái vinhome lên để cho cái lợi nhuận của cái vmi ít đi tức là bằng cách là chuyển giá như thế đấy thì là cái lợi nhuận nó sẽ ít đi hoặc là là chuyển ấy, khi mà VMI có lời ấy, thì có thể là chuyển cái lợi nhuận đó vào cái vinhome hoặc vinfast thì chúng ta thấy rằng đây một người mà làm chủ nhiều công ty và lại dùng cái công ty này để mua mua đồ của cái công ty kia thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng như thế người ta ví như là một cái bình thông nhau ấy, và khi mà nước nó cứ chảy qua chảy lại hai bên mà do một người ấy là điều khiển hết tất cả thì cái mô hình này ở trên thế giới nó có rồi chứ nó không phải là không có. Nhưng mà ở mô hình ở trên thế giới đó thì các cái nhà đầu tư được quyền là tham gia vào một cái quỹ đầu tư và cái quỹ đầu tư đó, cái chủ quỹ đầu tư đó là những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ thay mặt cái nhà đầu tư nhỏ lẻ để mua những cái sản phẩm ở trên thị trường. Miễn là những cái sản phẩm đó là sinh lời. Còn ở đây ấy, là Vinhome sẽ không mua sản phẩm ở trên thị trường. Mặc dù là trên thị trường có lời và theo như tôi biết là hiện nay ở trong Việt Nam một số công ty bất động sản đã giảm giá tới 50% để bán được hàng ra. Thì đây là một trong những cái đợt mà gọi là khủng hoảng từ trước đến giờ chưa hề có. Ví dụ như năm 2008 nó cũng xảy ra cái vỡ nợ bất động sản nhưng mà lúc đó người ta chỉ giảm 5 đến 10% thôi. Chứ còn đợt này hiện nay á là đã có những công ty là đã giảm tới 50% và chủ của công ty đã mang sổ đỏ ra lề đường ngồi bán là có rồi thì trong cái hoàn cảnh như vậy thì ông Vượng ông cũng không thể bán những cái sản phẩm Vinhome ra được vào cái thời điểm này. Như vậy ông huy động các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ để lùa họ vào mua những cái sản phẩm của Vinhome này, tức là bây giờ ấy là lượm những cái tiền lẻ, những cái bạc cắt của người dân mà tham gia vào cái hệ thống này. Thì thời gian đầu ấy, có thể là ông ấy sẽ cho VMI có một số những cái lợi nhuận để cho nhà đầu tư đổ tiền vào nhiều và khi gom đủ tiền thì ông ấy sẽ chuyển giá sang cái vinhome tức là nâng giá nhà của cái vinhome lên để cho cái lợi nhuận của cái vmi nó ít đi thì ở đây chúng ta thấy rằng mà trong cái trường hợp xấu nhất ấy, mà ông vượng cho phá sản luôn cái vmi ấy, thì cái gọi là lợi nhuận tối thiểu kia có khi cũng không còn nữa vì ở đây là những cái nhà đầu tư đầu tư vào một cái công ty thì lời ăn nỗ chịu mà khi công ty đó phá sản thì nhà đầu tư đó mất luôn và khi ông vượng ông ấy mở công ty ra thì ông ấy chỉ đưa vào bằng những cái cổ phiếu của ông ấy, mà các cái cổ phiếu của ông thiện giờ là đang mất giá đưa vào để hình thành lên cái công ty chứ không đưa đồng nào vào để hình thành công ty cả trong khi đó ông ấy phát hành những cái chứng chỉ mua uh, bất động sản cho các cái nhà đầu tư thì là ông đưa cho các cái nhà đầu tư là cái tờ giấy chứng chỉ còn ấy, là ông ấy nhận lại là tiền thì ở đây chúng ta thấy rằng là với những cái cách thức mà kinh doanh như thế này trong cái thời điểm mà thị trường tài chính nó đang khó khăn thì rõ ràng các cái nhà đầu tư vào cái mô hình kinh doanh này sẽ là gặp rất là nhiều rủi ro bởi vậy cái mô hình này nếu mà ở bên ngoài là các cái nhà đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ chọn những cái tài sản mà có giá trị có lãi suất để họ kinh doanh nhưng mà ở đây vmi sẽ chỉ kinh doanh cái tài sản của vinhome tức là cả tài sản có sẵn và tài sản hình thành trong tương lai chúng ta biết tài sản hình thành trong tương lai đó là những cái dự án nó còn nằm trên giấy nó chưa hình thành nhưng mà nó sẽ hình thành và chưa biết là nó có sẽ hình thành hay không tại vì trong cái bối cảnh này chúng ta thấy những cái nợ ngân hàng của vingroup như thế cũng như là cái việc này là pháp luật ở đây phải nói là pháp luật thì chưa cấm cái mô hình kinh doanh này nhưng pháp luật cũng không có bảo hộ trong những cái mô cho những cái nhà đầu tư ở trong cái mô hình kinh doanh này. Vì vậy các cái nhà đầu tư mà tham gia vào cái mô hình kinh doanh này thì phải nói là có rất là nhiều rủi ro. Thì ở đây chúng ta cũng thấy là những cái rắc rối lớn khi mà đầu tư vào những cái cái suất mà chia nhỏ của bất động sản ấy thì chúng ta thấy rằng một ngôi nhà mà được chia nhỏ ra cho hàng trăm người mua mà nếu nó chưa bán được thì nếu nó chưa bán được cho một cái người dùng cuối cùng ấy, thì là hàng chục hoặc là hàng trăm cái nhà đầu tư kia cũng không ai được sử dụng nó. Tức là chỉ giữ được một cái miếng giấy đầu tư thôi. Chứ còn cái nhà đó bây giờ cho thuê cũng không được. Hoặc là muốn làm cái gì thì tất cả các cái nhà đầu tư phải có ý kiến mới được. Và thậm chí ở đây là cái ông chủ công ty ông ấy quyết định cái vấn đề này. Chứ còn nhà đầu tư không quyết định gì cả. Cho nên là khi đầu tư vào một cái sản phẩm mà một cái nhà cứ ngó để đó thôi. Còn chưa biết là đến bao giờ mới bán được. Và theo như là ông ấy yêu cầu là trong 5 năm ấy, mà với cái tỷ suất mà lợi nhuận là 15% thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó khó lắm. Tại vì thị trường bất động sản nó đang vỡ. Chưa biết rằng là trong mấy năm tới là cái lợi nhuận nó như thế nào để có thể bán cái nhà ấy ra được. Và với những cái quy định như thế thì chúng ta thấy rằng là cái người đầu tư ở đây đã bị gài ngay từ đầu ở trong những cái hợp đồng mà hợp tác đầu tư này thì không thể nào mà có những cái uh, lợi nhuận nó cao như thế để mà ông ấy bán cái sản phẩm này ra trong vòng 1 2 năm tới và những cái khoản đầu tư này ấy, thì là cũng không thể rút ra trong cái thời gian mà từ 3 đến 5 năm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc mà đầu tư vào cái VMI này nó sẽ gặp rất là nhiều những cái rủi ro và cái việc mà chia bất động sản thành 200 suất đầu tư này và mỗi suất đầu tư có giá 38 triệu đồng ấy là chỉ để lừa những cái người ấy, mà có ít tiền tham gia vào thì ban đầu ấy là chúng ta thấy rằng là ông Phạm Nhật Vượng ông ấy tính xẻ cái bánh vẽ tức là những cái bất động sản tồn kho hay là bất động sản trên giấy ấy, thì chúng ta đều gọi là bánh vẽ hết vì không có nhà đầu tư nào sở hữu được cái bánh mà chỉ sở hữu được cái tờ giấy không thôi thì chúng ta thấy rằng là với cái cách mà thu hút đầu tư là mỗi một cái miếng bất động sản đó trị giá 40 triệu để dụ những cái người ít tiền tham gia vào góp vốn cho ông ấy thì cái việc xẻ nhỏ cái miếng bánh vẽ đó cho thấy rằng ông Phạm Nhật Vượng hiện nay là đang rất là khát vốn và vì quá phát khát nên cho ông ấy vét từng giọt tiền để góp lại cho cái VinFast là tiếp tục Đốt để duy trì cái ngọn lửa Thì hiện nay chúng ta thấy như là uh, Cái tình hình mà đầu tư vào VinFast Như cái chương trình trước chúng ta đã nói đó Là cái việc mà IPO trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ Là chưa chưa có, chưa được Và cái thứ hai nữa là anh chưa triển khai dự án Ở North Carolina Thành ra anh cũng không có khả năng ấy Mà để huy động vốn ở cái thị trường trái phiếu ở, ở Hoa Kỳ, cái thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ Thì trong khi đó ở Việt Nam ấy, nợ Ngân hàng gấp 3 lần vốn chủ sở hữu Và tất cả những cái tài sản là bất động sản Thì bây giờ ấy, nó đang Thị trường bất động sản nó đang vỡ Nó đang xuống giá Cho nên là cái việc Mà các cái công ty lớn Như là Vingroup Hay là Masan, Masan vừa rồi cũng đã phải phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu Mà ấy, mục tiêu phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chỉ là để đảo Cái nợ thôi Tức là bây giờ ấy, để trả cho cái nợ cũ và vay cái nợ mới để trả cái nợ cũ và tình hình ấy là trái phiếu ấy, thì chúng ta thấy rằng trái phiếu là một cái cách người dân cho doanh nghiệp vay tiền người dân đưa tiền cho doanh nghiệp và doanh nghiệp đưa cho người dân cái tờ giấy đó là vay thế nhưng mà bây giờ nhiều người lại nói rằng cái trái phiếu của người dân mua của doanh nghiệp là cái khoản đầu tư và bây giờ ấy là tình hình trước cái tình hình là các cái khoản đầu tư các cái trái phiếu mà các công ty phát hành này ấy, thì không có khả năng chi trả có công ty chỉ có một đồng nhưng phát hành trái phiếu tới 47 đồng. Và khi mà người dân biểu tình ở khắp các cái chi nhánh ngân hàng của SCB trên khắp cả nước để đòi hỏi quyền lợi của mình về trái phiếu thì có một vấn đề mà người dân chưa nhận ra. Đó là gây nên cái trình tình trạng trái phiếu này nó là từ cái nghị định 153 của chính phủ ban hành và bằng cái nghị định 153 sơ hở như thế các doanh nghiệp mới phát hành cái lượng trái phiếu khổng lồ lên đến 1 triệu 300 ngàn tỷ đồng và gây nên cái số lượng nạn nhân khổng lồ trên khắp cả nước và bây giờ ấy là người dân biểu tình khắp cả nước ấy để đòi quyền lợi về trái phiếu này nó cũng bắt nguồn từ cái chính phủ ban hành cái nghị định 153 để cho các cái công ty riêng lẻ được phát hành trái phiếu trên thị trường gây ra cái thảm cảnh bát nháo như hiện nay mà rất nhiều người người dân đã bị là doanh nghiệp câu kết với ngân hàng và các công công ty chứng khoán biến những cái người dân ấy, bình thường thành những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp để mà mua được cái trái phiếu đơn lẻ của doanh nghiệp, rồi bây giờ họ trở thành nạn nhân, thì ngân hàng ấy thì chỉ nói rằng là chỉ có thực hiện một cái dịch vụ là bảo lãnh phát hành chứ không bảo lãnh thanh toán. Còn ấy là doanh nghiệp ấy thì bây giờ ấy là phá sản, nhà nước ấy thì bây giờ ấy là không có trách nhiệm gì với người dân và các cái cuộc điều tra đang diễn ra thì chúng ta thấy rằng là không chỉ vạn thịnh phát và các cái công ty phát hành trái phiếu đã bị sổ khám mà còn nhiều những cái công ty khác cũng sổ khám trong tương lai nếu như là không giải quyết được cái thị trường trái phiếu này thì cái quả bom tài chính ở Việt Nam nó sẽ nổ và chúng ta thấy trước mắt là trái phiếu, nợ xấu ngân hàng, thị trường bất động sản và tất cả nó đều ở trong cái tình trạng là sát nút của cái sự bùng nổ rồi vâng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau thân ái chào quý vị